À, mấy cha con với mẹ con đi xuống dưới lắng tí rồi dạ tí nữa ta lại đang đi xử lý cơ công nghệ nhá. Dạ. Chào chú à. Dạ chú mới đi chơi về à? Dạ. Mình quay toàn cảnh đầu làng Trí Nang cho ông bà cô chú xem. Đây là toàn cảnh sông này, sông này gọi là sông Hội Trèn này. Ngày xưa thì cái chỗ này mình hay làm cá. Minh Nguyễn xin kính chào ông bà cô chú anh chị, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Minh Nguyễn HD. Hôm nay thì ngày 28 tháng 12 rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là hết năm. Thực tế thì mình cũng về mấy bữa rồi, nhưng mà lý do là vợ mình mới về cái đêm, thành ra mình chờ vợ về rồi là cả gia đình là đi xuống lăng mộ để thắp nhang cho tổ tiên. Bây giờ thì mình đang trên đường đi xuống nghĩa trang để thắp nhang. Mình quay toàn cảnh đầu làng Trí Nang cho quý ông bà cô chú xem cái cảnh nông thôn bây giờ nó đổi mới như thế nào. Đó. Ông bà cô chú anh chị, những người mà đi xa quê hương thì có thể xem qua cái video này, cũng có thể ôn lại được những cái quá khứ của mình, tưởng tượng được là cái nông thôn mới thôn Trí Nang bây giờ nó ra sao. Bây giờ đường xã thì đi ra được ngoài đồi đồng là bê tông rất chi là ok đó. Vườn ruộng vườn thì bây giờ nó cũng đổi mới rất chi là nhiều rồi đó. Cảnh nông thôn thì bây giờ là, ngày xưa thì cây cối nó tùm, nhưng bây giờ là phá hết làm hàng rào đồ này kia, thành ra nó rất chi là đẹp. Phía bên này là cái con sông Hoài Trèn. Ngày xưa thì lúc mà mình đang ở nhà thì những con sông này là gắn bó với mình rất là nhiều, tức là đi làm cá rồi là đi kéo lưới, đi thả lưới đâu này kia là trên con sông này. Con sông này là nó phục vụ cho kinh tế cho bà con ở thôn này rất là nhiều, đánh bắt cá tôm để về bán kiếm sống đó, mua gạo đó, nó rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì do nó bôi đắp lại thì bây giờ nó cũng cạn hết rồi. Chủ yếu bây giờ họ làm lúa về ấy. Còn đây là cái giếng làng. Có nghĩa trước đây cái tên gọi của nó là giếng nụ, nhưng mà như những nơi khác gọi là cái giếng làng đó. Ngày xưa mình nhớ là ông bà cô chú biết không, là lúc đó mình còn nhỏ khoảng 13-14 tuổi đó, mà ở nhà đó là không có nước uống, nước sử dụng á, mà thành ra là cứ là xuống đây là gánh dùng hai cái thùng hai cái thùng là gánh về, gọi là cái đi gánh nước đấy, gánh nước giếng làng đấy. Là một ngày là phải gánh, nhà nó nhiều người là phải gánh sáu gánh, khi nào mới về mới đủ xài. Còn nhà nào ít người thì khoảng 3 gánh 4 gánh. Mà bố mẹ mình đi làm là giáo cho là một ngày là gánh mấy là cái nhược đó. Nhưng mà lúc đó sức khỏe không, đang còn nhỏ quá, là cứ gánh một lần là hai đầu hai nửa thùng. Rồi đi đây về đó thì đi bộ nữa, từ đây về đó nó khoảng rơi vào khoảng chừng có lẽ khoảng 700-800 mét đấy. Từ đây từ cái giếng này mới về nhà là khoảng 700-800 mét đấy. Thế là cứ sáng dậy là giáo cho là mấy anh em, anh này là đi gánh được này, anh này đi chạy lúa này, anh này đi bò này, đi tấu này, cái kiểu nó vậy. Mà mình là chịu trách nhiệm đi gánh được, là gánh từ đây về nhà là khoảng 600-700 mét. Nhưng mà khi đó sức khỏe nó đang còn nhỏ á, là gánh một lần nửa
nửa thùng á, hai đầu hai nửa thùng á là gánh gánh về để ăn uống với là tắm rửa này kia đó, là gánh ở đây. Nhưng bây giờ thì kinh tế nó khá lên thì bây giờ là xây bể đó là lấy nước mưa rồi này kia để sử dụng, cho nên cái giếng này là hầu như không ai gánh nữa, là bởi vì giờ cái nguồn nước nó đủ, nước sạch đâu về là đủ. Nhưng mà cái giếng này có một cái đặc điểm là biết không, là quay năm rửa tháng không bao giờ cạn. Đấy, cái giếng này không bao giờ cạn được, nó hay là chỗ đó. Bây giờ đấy là toàn cảnh nghĩa trang của thôn Tỉ Nang. Mình sẽ quay cho ông bà cô chú anh chị xem toàn cảnh. Về phía bên này là họ Nguyễn tộc Đại Tôn của nhà mình, là từ đây là đến đất tịch đâu kia, là đâu cái chỗ cái làng hóa đó. Nhưng mà sẽ chia thành nhiều cửa, mỗi cửa thì một phần riêng đó, to nhỏ là từng phần cửa riêng. Đấy, thì Đại Tôn có nhiều nhánh á, thành ra là chia thành nhiều nhánh, nhưng mà cả họ Đại Tôn là từ đây là đâu kia luôn. Rồi, bây giờ thì cũng đã làm lại rất chi là chú toàn rất chi đẹp rồi. Mình quay cho ông bà cô chú anh chị xem nghĩa trang của toàn. Đây là một thôn nha, một thôn á là như thế này. Rất chỉ là đẹp ông bà cô chú anh chị ạ. Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Hôm nay ngày 27 tháng 12, chúng con cháu nội ngoại của cổ chất về chủ nghĩa trang, đứng trước phân mộ của dòng họ Nguyễn Đăng Thọc, Tiểu Chi Can Ngọc. Chúng con thành tâm mua nén hương thơm xuống nghĩa trang thắp hương cho tổ tiên, kính mong tổ tiên phù hộ độ trì cho toàn thể con cháu nội ngoại chúng con được bình an mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, các cháu chặt chiêu chơi ngoan học giỏi. Rồi là có như thế đi hàng một cây có thùng để thì giờ con cầm bật lửa với cầm hai cây hương đây với bộ bài. Cầm hết toàn bộ em. Đó, cái này nó hơi lưu hương đấy. Có lưu hương. Phần này nó hơi cứng này, cái đợt này nó hơi cứng này, chặt quá này. Cắm một chuyện trừ cái lô này, ta cắm đi, là được, rửa. Đó, nhấn một cái cho mạnh là được, rửa nó, rửa. Rồi, cắm vào đây, cắm vào hai thẻ đi, có năng đây. Khoan này, để con thắp nhang đây, để ta thắp bên kia bố. Để con thắp nhang đây. Con ăn đây thôi, chứ con mới nửa bỏ. Đặt để đưa. Đi giúp hiểu.
Hồi đài tốn trước chứ hả? Đâu nè? Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2023. Chúng con là con cháu của Chất. Hôm nay nhà con về Tết thì đi xuống nghĩa trang đứng trước phần mộ của họ Nguyễn tộc Đại Tôn. Chúng con xin thắp nén hương thơm cho tổ tiên. Chúng con xin thắp nén hương thơm dâng lên tổ tiên, mong tổ tiên chứng giám phù hộ độ trì cho đại gia đình con cháu Chất Chiêu của Chất được sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn, cũng như các cháu chơi ngoan học giỏi mọi việc. Đây rồi, đây rồi. Ở đâu nè? Đây nè hả? Đâu nè, đâu? Đây, đâu uống cấm à? Đây đây, cái chai bật lửa em. Đây đây đây. Bật lửa đấy em lúc xa cái này. Rồi đấy đi chúng tôi đi. Thế là giờ mình thập nhang cho ở trên nghĩa trang xong rồi. Bây giờ mình đi xuống dưới, đi xuống dưới này quay cho ông bà cô chú anh chị xem. Ở đấy thì có cái đê ngày xưa gọi là đê bỉ đấy, đê hơi trẻn đấy, nó cổng thoát nước đấy, có cái cổng thoát nước đó. Hơi trẻn, bây giờ nó khác nha. Ngày xưa ở dưới này là nước mặn ông bà cô chú ạ, rồi còn ngày là thủy triều lên xuống ạ, nhưng mà sau khi ngăn mặn xong thì bây giờ là nước ngọt rồi. Ở đấy bà con họ vẫn theo cái mô hình là chăn nuôi, rồi là làm thành ngắn thành đầm đìa để nuôi cá đấy, nuôi tôm đấy, nuôi cua đấy. Cả khu vực này ngày xưa là mình còn nhớ cái kỷ niệm là nước thủy triều lên xuống á, rồi bắt đầu là khoảng 4-5 ngày á là bắt đầu là nước càng cái là cả làng là rủ nhau đi vầy á, đi bắt tép, bắt cá như thế này, là nước nó khi thủy triều nó xuống là xuống càng hết. Cá là bắt đầu nổi bông bênh, mọi người là rủ nhau là cả làng là đi xuống dưới này, trưa nào về xuống dưới này là đi bắt cá nước mặn đấy, rồi bắt cua, rồi bắt mà con gì, con cải, con đô này kia đó, là khu vực này đó. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, bây giờ thì đã ngắn thà đá rồi đó, họ làm mô hình là áo hết rồi. Ở đây thì có hai mồ ngôi tổ của cái dòng họ nào lâu đời lắm rồi, giờ tu sửa lại đây. Nhưng mà đó, phía trên này là thôn của mình, là ở trên đó. Bây giờ mình sẽ về, mình quay sơ qua vậy để cho tất cả mọi người xem cái toàn cảnh ở quê hương mình nó như thế nào. Rồi
Có lẽ video của mình đến đây cũng xin khép lại. Mình Nguyễn xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị. Xin chào tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Quý ông bà, cô chú, anh chị hãy đón xem tiếp những video tiếp theo. Mình về quê mấy ngày thì mình sẽ quay những cái cảnh quê hương mình cho quý ông bà, cô chú, anh chị xem. Ở mỗi nơi, mỗi vùng miền thì nó có một cái đặc điểm nó khác nhau, có một cái phong tục nó khác nhau, có một cái mô hình nó khác nhau. Nhưng mà ở quê hương mình thì mình cũng muốn gửi những cái thước phim ngắn để cho quý ông bà, cô chú, anh chị xem, hiểu được một phần nào về cái cuộc sống, rồi là sinh hoạt, rồi là tập tục của địa phương mình. Những cái gì mà nó chưa thấy nó hay hoặc là ấy thì cũng mong quý vị khán giả xem video thì hãy để bình luận dưới video để mình hiểu thêm. Thôi có lẽ video đến đây mình xin khép lại. Mình chào quý ông bà, cô chú, anh chị nha. Xin chào tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp quý ông bà, cô chú, anh chị ở video tiếp theo. Bye bye.